Xin chào quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Oleg. Chắc hẳn quý vị các bạn đã biết được những dòng cục đẩy công suất nó không còn quá xa lạ cho những cái bộ dàn karaoke gia đình ở hiện nay nữa. Và ngày hôm nay Đức Anh có làm một cái video để đập hộp một trong những sản phẩm cao cấp nhất về cục đẩy công suất đến từ thương hiệu SAE, đó là dòng CT12000X. Nói đến thương hiệu SAE thì quý vị các bạn cũng có thể biết được đó là một trong những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về sản xuất cục đẩy công suất của Trung Quốc. Thì ngày hôm nay phiên bản mà chúng tôi muốn đập hộp cũng như là xoay nội thất bên trong cho quý vị các bạn biết được đó là phiên bản cao cấp nhất dòng CT12000X. Xin mời quý vị các bạn cùng Đức Anh mở sản phẩm này ra nhé. Vâng, xét về bề ngoài một chút thì đây là dòng SAE CT12000X, là dòng cục đẩy 2 kênh. Công suất max của nó lên tới 1200W. Dòng cục đẩy này quý vị các bạn có thể chơi tốt cho những dòng la bát 40 hoặc là những chiếc súp đơn bát 50. Thì quý vị các bạn có thể thấy được là về thiết kế của nó rất là chắc chắn, gồm hai tay sách đằng trước. Về kích thước của nó thì chiều sâu cũng rơi vào khoảng tầm 45cm, và trọng lượng của nó thì cũng ở mức vừa phải, không quá nặng so với những dòng cục đẩy công suất khác. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng tôi khám phá bên trong. Vâng, thưa quý vị các bạn, sau cái quá trình chúng tôi tháo dỡ ra thì đây nó là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc cục đẩy đến từ thương hiệu SAE CT12000X. Đây là một trong những dòng cục đẩy công suất khá là lớn. Thì chắc chắn rồi, quý vị các bạn nhìn vào cái điều hấp dẫn đầu tiên đó là cái cục nguồn. Đây là sử dụng cái nguồn biến áp dạng xuyến. Nguồn biến áp dạng xuyến thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm, nó là đưa ra cái công suất rất là mạnh. Đặc biệt là sử dụng cái đồng nguyên chất thì tạo ra cái độ méo tiếng cũng như cái độ tạp âm rất là thấp. Và đặc biệt trên cái cục đẩy CT12000X này thì nguồn biến áp xuyến này nó đưa ra cái điện áp đầu ra lên tới 120V, và nguồn đối xứng đưa ra một trong những điện áp rất là lớn. Như thế thì quý vị các bạn có thể thấy được nó sẽ đưa ra cho chúng ta cái công suất rất là mạnh, và đặc biệt là cái chất âm của nó đưa ra rất là chắc tiếng, những tiếng bass rất là chắc, tiếng tép rất là sáng. Quý vị các bạn có thể thấy được là trên cái cục đẩy công suất này sử dụng tới 8 cái con tụ lọc nguồn. Tụ lọc nguồn này cho phép chúng ta có thể sử dụng để lọc cái những tín hiệu rất là tốt, và mỗi một vế của nó sử dụng 4 cái tụ lọc nguồn rất là to. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy ngay. Và đặc biệt là nó mỗi một kênh đầu ra thì nó sử dụng một cái mạch xử lý tín hiệu đây, mạch lọc tiếng ấy. Thì mạch lọc tiếng này xử lý thì giúp cho chúng ta cái tiếng ra nó sạch nhất, sáng nhất và trong nhất. Đấy là một trong những cái phần mà cũng vô cùng quan trọng. Và toàn bộ hệ thống mạch công suất, mạch của các con cục đẩy công suất này là sử dụng cái mạch Class D, một trong những mạch thế hệ khá là mới. Và đặc biệt hơn, chúng ta có thể thấy được cái mạch công suất đầu ra đưa ra này. Thì quý vị các bạn, đây là phần tản nhiệt của nó. Thì quý vị các bạn không thể nhìn thấy được cái sò khuếch đại. Và Đức Anh sẽ bật mí lên cho quý vị các bạn biết được là trong các dòng cục đẩy công suất cao cấp bây giờ, mà những dòng cục đẩy công suất lớn thì họ sử dụng đa phần 100% là sò MOSFET đến từ thương hiệu MOSFET. Đây là dòng sò mà cho chúng ta được cái hiệu năng rất là cao, độ chịu được những cái dòng rất là lớn, và đặc biệt là đưa ra công suất rất là khủng luôn. Và sự bền bỉ của những dòng sò này được đánh giá là một trong những dòng sò mà bền bỉ nhất hiện nay. Thì trên con cục đẩy CT12000X này cũng đều sử dụng cái sò MOSFET. Đây là một trong những cái điểm rất là ấn tượng trên cục đẩy CT12000X này. Và mỗi một mạch đầu ra công suất đầu ra thì đều được lắp thêm hai cái quạt tản nhiệt, giúp ngoài cái việc tản nhiệt của những thanh nhôm này, thì quạt tản nhiệt này giúp cho chúng ta có thể tản nhiệt tốt cái trong quá trình hoạt động cái cục đẩy công suất này liên tục. Và nói một chút nữa về đầu ra của thiết bị này thì cục đẩy công suất này thì hoàn toàn sử dụng bằng rắc lưu trích, một trong những rắc mà kết nối đảm bảo cái độ an toàn và chắc chắn nhất cho quý vị các bạn. Và công suất của chiếc cục đẩy công suất CT12000X này ra đầu ra là lên tới 1200W, có thể chơi tốt dễ dàng cho những dòng loa full bass 40, những cục đẩy công suất cục súp kép bát 50 chẳng hạn. Đây là một trong những cái dòng cục đẩy mà tôi rất là ấn tượng. Vâng, vừa rồi Đức Anh cùng quý vị các bạn đã được khám phá toàn bộ cái nội thất bên trong của chiếc cục đẩy đến từ thương hiệu SAE CT12000X. Và ngay bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng Đức Anh hãy cùng test cái hiệu năng cũng như là cái công suất thực của chiếc cục đẩy này ra một cặp loa full bát 40 nhé.
vừa rồi quý vị các bạn đã được kiểm chứng cái sức mạnh thực tế của chiếc cục đẩy công suất CT12000X, công suất lên tới 1200W trên một kênh. Chúng ta có thể thấy được sức mạnh của nó rất là khủng và sự bền bỉ cũng như là chất âm của nó rất là dày. Và xin bật mí đến quý vị các bạn là hiện tại chiếc cục đẩy công suất CT12000X này đang được phân phối tại Bảo Châu Lex với mức giá là 9.900.000 đồng. Với mức giá, quý vị các bạn nhớ nhé, 9.900.000 đồng, một mức giá vô cùng rẻ so với những cục đẩy công suất cùng công suất cũng như là đến từ những thương hiệu chính hãng, sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành lên tới 1 năm chính hãng. Quý vị các bạn nếu muốn sở hữu sản phẩm CT12000X đến từ thương hiệu SAE này, hãy gọi điện đến tổng đài 1900 0255 của Bảo Châu Lex để được các tư vấn viên giao hàng cũng như là chốt đơn hàng cho quý vị các bạn. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Nếu quý vị các bạn thấy kênh YouTube của Bảo Châu Lex hay, hãy nhấn nút like cũng như subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Lex, và đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất. Đức Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sau. Đặt hàng nhanh chóng qua tổng đài 1900 0255, thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, giao hàng tận nơi nhanh chóng, đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 0255 hoặc truy cập website bảochauelec.com.